Xin chào tất cả các bác. Trong buổi ngày hôm nay, em Nam sẽ cùng với các bác khám phá một chủ đề rất là đặc biệt và thú vị mà người chơi âm thanh chuyên nghiệp và đặc biệt là người chơi karaoke gia đình rất là quan tâm. Chủ đề đó là đẩy nguồn sung là gì. Các bác cũng đã ít nhiều mà nghe tới những con đẩy nguồn sung và rất là tò mò xem là những cái ứng dụng thực tế cũng như là lợi thế của đẩy nguồn sung sẽ mang lại trong hệ thống âm thanh hiện nay như thế nào, thì các bác sẽ cùng với em Nam tìm hiểu và khám phá trong clip ngày hôm nay nhé. Em là Nam, xin chào các bác trở lại với shop của Hoàng Nam Audio. Vậy thì main công suất nguồn sung là gì? Để hiểu một cách đơn giản, main công suất nguồn sung là thiết bị khuếch đại âm thanh sử dụng công nghệ nguồn sung thay cho nguồn tuyến tính truyền thống, hay các bác vẫn còn thường gọi đó là nguồn tăng pô. Điều này có nghĩa là thay vì dùng các biến áp hay bộ nguồn nặng nề thì main công suất nguồn sung sử dụng mạch chuyển đổi điện tử để cung cấp công suất cho hệ thống âm thanh. Và sử dụng một trong những cái công nghệ rất là hiện đại, đó là IC tiên tiến thay vì cho các bóng bán dẫn hiện nay. Đó là main công suất nguồn sung. Những lợi ích nổi bật mà main công suất nguồn sung mang lại cho chúng ta có những gì? Đầu tiên đó là kích thước nhỏ gọn, nhẹ hơn. Một trong những lợi ích lớn nhất của main nguồn sung là kích thước nhỏ gọn và nhẹ hơn rất nhiều so với các main truyền thống. Ví dụ như là nếu mà các bác thường xuyên di chuyển bộ âm thanh để phục vụ sự kiện thì việc khiêng một cái main truyền thống nặng lên tới 3-40 cân là không hề dễ dàng. Trong khi đó các main nguồn sung chỉ nặng khoảng 5-10 cân thôi, dễ dàng di chuyển, không phải lo ngại về trọng lượng. Điều này đặc biệt rất là hữu ích khi mà các kỹ sư âm thanh hoặc là các bác chơi hệ âm thanh karaoke gia đình thích nâng cấp các bác nhé. Thứ hai đó là hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng. Tiếp theo sẽ là phần hiệu suất. Với main công suất nguồn sung thì hiệu suất lên tới 85-90%, cao hơn rất nhiều so với lại mức độ 50-60% của các main truyền thống. Điều này có nghĩa là các bác sẽ tiết kiệm được chi phí điện năng hàng tháng mà vẫn đảm bảo được chất lượng âm thanh. Ví dụ như khi các bác tổ chức một buổi karaoke kéo dài cả đêm, main công suất nguồn sung sẽ tiêu thụ ít điện năng hơn hẳn, vừa bảo vệ được môi trường, vừa tiết kiệm được chi phí. Thật tuyệt vời đúng không các bác? Thứ ba đó là hiệu quả cao trong tính ứng dụng cũng như là chất lượng âm thanh vượt trội. Tiếp theo, main nguồn sung còn có khả năng phản hồi cực nhanh, đặc biệt là ở các âm trầm mạnh mẽ và các âm cao sắc nét. Với công nghệ này, main công suất có thể truyền tải âm thanh một cách chính xác, không bị méo tiếng. Điều này là yếu tố cực kỳ quan trọng khi các bác hát karaoke gia đình, vì không có gì tuyệt vời hơn khi âm thanh phản hồi mạnh mẽ theo từng nốt trầm. Các bác sẽ cảm nhận được âm trầm sâu lắng rung lên từ lồng ngực và âm cao thì sắc nét bay bổng, thực sự nâng tầm trải nghiệm âm thanh của karaoke gia đình. Thứ tư đó là độ bền cao cũng như là bảo vệ hệ thống vô cùng tốt. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó là độ bền, khả năng sinh nhiệt của main cũng như là những cái công nghệ cao cấp bảo vệ hệ thống âm thanh. Với thiết kế sinh nhiệt thấp mà các bác có thể sử dụng main trong nhiều giờ liên tục mà không phải lo lắng về việc quá nhiệt. Ví dụ như là nếu các bác tổ chức một bữa tiệc kéo dài, main nguồn sung sẽ ổn định, không bị nóng mà vẫn duy trì được chất lượng âm thanh, giúp cuộc vui không bị gián đoạn. Đó là lý do vì sao nhiều kỹ sư âm thanh chuyên nghiệp luôn ưu tiên sử dụng main nguồn sung ở các sự kiện lớn trong vài giờ liên tiếp, đó là như vậy. Vừa rồi là các bác đã cùng tìm hiểu với em Nam những lợi ích nổi bật của main nguồn sung, đặc biệt là kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm điện năng, phản hồi nhanh, chất lượng âm thanh tốt
độ bền cao. Những lợi ích này giúp cho main nguồn sung trở thành là một trong những lựa chọn rất là đáng giá cho hệ thống karaoke gia đình cũng như là hệ thống âm thanh chuyên nghiệp. Và các bác có biết không, tới 90% các kỹ sư âm thanh hiện nay đều lựa chọn đầu tiên đó là main nguồn sung các bác nhé. Vừa rồi các bác đã cùng với em Nam khám phá về chủ đề main nguồn sung là gì. Hy vọng là video này sẽ giúp ích được các bác tìm hiểu thêm những lợi ích mà main nguồn sung sẽ mang lại trong hệ thống âm thanh gia đình. Và mọi câu hỏi cũng như là thắc mắc thì các bác có thể comment ở bên dưới để em Nam có thể giải đáp cho toàn thể các bác. Thông tin chi tiết thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho Hoàng Nam Audio qua số điện thoại em Nam sẽ ghi ở trên bài. Đừng quên ủng hộ em Nam những lượt like, lượt share, đặc biệt là những lượt đăng ký kênh để em Nam tiếp tục sẽ chia sẻ thêm về những cái sản phẩm âm thanh đẳng cấp từ hàng đầu thế giới phục vụ các bác nhé. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể các bác ở những clip lần sau. Thank you.